Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Đầu tiên mình sẽ xỏ vào màu tím đậm. Đầu tiên mình sẽ xỏ vào màu tím đậm nha. Nghĩa trong 9 giờ. Mình đã xỏ xong phần tím đậm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ đến màu xanh lá cây. Mẹ thì tắm rồi, anh em thì tắm rồi tối. Nghĩa phải chính là xỏ thêm được màu xanh là rồi nha, xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh quả chuối. Đây là ba màu của mình vừa xỏ xong nhé. Bây giờ mình sẽ xỏ đến tên. Mình sẽ xỏ từ khởi đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ xỏ từ mi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chiếc vòng màu xanh lam. Mình sẽ tiếp tục xỏ thêm màu tím, nhưng mà lần này mình sẽ xỏ màu tím nhạt.
mình sẽ xóa thêm hạt ánh màu vàng. Đây là thước vòng của mình, bây giờ mình sẽ ghép hai đầu lại. Thước vòng của mình đã hoàn thành những video của mình. Thước vòng của mình có tên là tên của một ca sĩ phải đi. Chúc mừng của mình cũng đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì comment, like và chia sẻ và đăng ký kênh.